Cầu phao Phong Châu Phú Thọ đã phải khẩn cấp tạm dừng hoạt động vào sáng nay do mực nước sông dâng cao, nước chảy xiết. Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã thực hiện cắt cầu phao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện. Từ 14 giờ ngày hôm nay, xe máy, xe đạp, người đi bộ có thể di chuyển bằng phao quân sự. Thời gian hoạt động phà từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Còn ô tô thì sẽ phải di chuyển qua cầu Ngọc Tháp với quãng đường xa hơn khoảng 50 km. Ngoài lý do nước sông lên cao, việc cắt cầu phao tạm thời còn để lực lượng công binh tiến hành công tác duy tu, gia cố hai đầu lên xuống cầu phao. Trước đó vào ngày 1 tháng 10, cầu phao cũng đã phải dừng hoạt động tạm thời. Cầu Phong Châu bị sập một phần vào ngày 9 tháng 9. Cho đến nay, cầu phao và phao quân sự vẫn là phương án di chuyển thay thế chính phục vụ cho người dân.